Ok luôn cả nhà. Rất là ác luôn đây cả nhà, mình cũng có cảm giác là ác thật sự luôn. Rồi và bây giờ thì chúng ta Đây 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 còn còn spell tàng hình đây cả nhà. Ui bạn đã quay trở lại với cho mình nha. Như vậy sự kiện Halloween đã chính thức đến với chúng ta cả nhà. Sự kiện ngày hôm nay, thử thách ma quái này, thử thách cực kỳ ma quái này. Wow, như vậy là có hai cấp độ ma quái cả nhà. Phong cảnh ma quái đột kích cuối tuần hôm nay cũng đã đến với chúng ta mùa giải tháng 10 trò chơi hội bóng ma hoàng gia. Như vậy là ngày mai thì chúng ta sẽ có sự kiện bóng ma hoàng gia và bộ dương khổng lồ cả nhà. Giải đấu hội chiến thì còn 10 hôm nữa. Cửa hàng ưu đãi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có Đó chính là phong cảnh ma quái rồi đúng không Ở đây thì đây là bộ skin phong cảnh ma quái Mình cũng không biết là cái bộ skin này Cái phong cảnh skin này thì có đẹp bằng cái skin này hay không Nếu như anh em nào mà đã từng mua Đó chính là bộ skin nghĩa địa bí ngô đấy Thì mình thấy rằng đây là bộ skin cũng khá là chất chơi người rơi Dành cho những anh em là mùa halloween còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi chinh phục đó chính là hai cái thử thách uh, ma quái cũng như là thử thách cực kỳ ma quái cả nhà nhá đây đây anh em này đây là chính đây là cái uh, map uh, mới của chúng ta này cực kỳ ma quái này oh, như thế này thì đi sang bên đường bên kia bên đảo cái gì đây ta wow con map cũng khá là đẹp nhỉ con map mình có cảm giác như là nó khá là biệt lập ở một cái khu vực nào đó và những bên cạnh thì uh, nó như kiểu một viên đảo nổi ấy cả nhà rất là ok nhá rồi Chúng ta cùng chinh phục đó chính là cái uh... Ở đây anh em nhá Mình sẽ uh... à, Bóng ma hoàng gia này anh em này Úi rồi Bóng ma hoàng gia chơi rất là sướng luôn cả nhà Khi làm mà bóng ma hoàng gia đến ý, Thì cảm giác là nó nó Lia game rất là tốt luôn Cứ chay bóng ma hoàng gia mà Quật nhá Là chúng ta có 3 sao rất dễ dàng luôn ý cả nhà Ui Độc cắt thế à, đây là những con spell độc cả nhà ui rồi ôi gạt 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 hình như là mình ui tecla ok cả nhà nhá đâu tecla đâu ra đây nữa đi xem nào wow độc là quá dã man đi đó rồi cứ bình storm này Đường trên đẹp trai quá nhỉ cả nhà nhỉ Ui <laughs> Skeleton Có quân hội Wow Mình không để ý rồi Quân hội đó chính là một con rồng super cả nhà Kìa bom lổ chậm thế Uầy 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 Nghe chừng như thế này thì lại hơi ban căng cho mình nhá Chắc phải chơi bóng ma hoàng gia đi Clear thôi cả nhà Ok luôn tới bến luôn Oh, mình mình tí nữa mình sẽ phải mình mình, mình 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 phải chơi lại cái phát này anh em ạ đây 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 đây. liệu một bóng ma hoàng gia bắt được con hội thành không nhỉ anh em nhỉ đây nó là phải như thế này anh em nha ôi trời ơi Ừm uhm, bẫy bật cả nhà chính ra phát đấy cho cái con uh, xương cũng khá ok đấy Chết rồi, như thế này thì để lại sót lại một con la rồi Như thế này thì lại để lại sót một con Tecla cả nhà À Đây có Skeleton này Đây có Skeleton này À, ở đây có um, la cả nhà nhá Ok luôn Bóng ma hoàng gia luôn cả nhà Ừ mm. bom biếc đổ rát nhá thôi chết rồi mất mất rơi của mình rồi đâu rồi đâu, đâu rồi đâu với mình rồi bóng ma hoàng gia chơi tới bến luôn nhưng mà đọc cảm giác rất là gắt luôn cả nhà nhá mình sợ mấy con đọc này dã man luôn ý khi mà nó lém ý cả nhà sợ dã man luôn đây này anh em thấy gì chưa anh em nhà mình ơi anh em nhà mình thấy cái gì chưa gắt chưa anh em nhà mình kìa Ở dưới đây lại có đọc rồi sản ra gì mà ghê vậy má trời này thì chết chết em bé chết em bé rồi ờ à, đây có tecla nữa cả nhà rồi vừa đẹp luôn nha đâu để mình xem nào những cái con tecla này các bạn cứ ném con bom này vào giữa nhá Cái quả bom nó lổ rất là gắt luôn Cái phát này mình ném không được đẹp lắm này Rồi cái thử thách đầu tiên thì rất là dễ thôi cả nhà Cái thử thách đầu tiên thì rất là dễ thôi nha Ok mình sẽ gồng con queen lên Chúng ta đã có cái thử thách đầu tiên có 3 sao Uh, cái thử thách đầu tiên có ba sao mình cảm giác rất là dễ dàng các bạn do cái phát đầu tiên thì mình uh, không để ý quân hội thì mình mới uh, để sót thế thôi chứ còn không thì các bạn sẽ chắc chắn là clear được thôi nhá có một sẻng cả nhà một sẻng một sẻng ok con sẻng này thì mình sẽ không 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 mình không không đào con đấy mình không đào con đấy nhá tiêu luôn anh em nhá có phần thưởng phát là về là tiêu luôn một sẻng mình sẽ mình sẽ đào ra đây anh em nhá mình sẽ đào ra đây cả nhà này Yêu. Tuyệt vời đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ qua cái thử thách Đó chính là cái thử thách Cực kỳ ma quái Cực kỳ ma quái cả nhà này Gắt thế Hay quá lấy được hội thành Hay quá nó vẫn cho mình đường thở Nó vẫn cho mình đường thở cả nhà Bậy bật này biết ngay mà như vậy là em nó vẫn cho mình đường thở nhá nhưng mà sẽ khó hơn rất là nhiều à ở đây chắc chắn là ở đây có tecla này cả nhà này ôi chứ nhầm rồi nhầm lẫn rồi nhầm lẫn rồi cày thế nhỉ nhầm lẫn rồi Nó bóng ma chém cũng tốt đấy cố gắng đi lấy được lốp con tecla thì ngon hay ờ lấy được la cả nhà hay quá nhưng mà đọc thì gắt đọc thì gắt dã man luôn ở đây thì mình nghĩ rằng sẽ có một con ấy đấy Một bầy tecla ở đây Đánh nhanh con lại sợ phiêu tham Đánh nhanh con lại sợ phiêu tham cả nhà uhm, Mấy con... Ui lại gặp bẫy bật nữa kìa Khó chơi rồi này Khó chơi rồi đấy cả nhà này ừ. có ấy khá hay nhỉ có bát peo khá hay nhỉ có có kinh queen chẳng đến nói sớm gì cả chẳng thấy nói sớm có kinh có queen mà chẳng thấy nói sớm gì buồn thế phải gồng rồi Ôi 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 ôi, 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 ôi. Các anh chơi gì mà chơi ác thế Chơi bài skeleton đấy kia thì con gì mà đỡ được <laughs> Mình chịu bài skeleton này thì đúng là nhóc ở đây chịu anh em ạ Rồi phải nhớ điểm anh em nha Trận đầu chúng ta bị fail rồi Trận đầu chúng ta bị fail rồi thì mình nghĩ là trận 2 đánh được ấy Sợ nhất là cái bài skeleton này anh em này Cái bài skeleton này đã ở trên đây đúng không Ok lại lại nhá Lại trận thứ hai cùng với anh em này cái get go cả nhà nhá Get go chúng ta sẽ Đến Đó chính là cái phát thứ hai, Cái map này công nhận là khó thật Cả nhà Mình cũng công nhận một cái điều Đó chính là con map này Rất khó cả nhà nhá Độc rất căng Không sao mình Cho một con vào đây Lỉa nó luôn Xỉa nó luôn Xỉa nó luôn Bướng với mình ạ à. Bướng với mình ạ à bương với mình ạ, à? đấy, đi chơi người nhà chính em, liều mình thế, chơi người nhà chính thì anh chịu rồi, chơi người nhà chính thì anh nhông của tôi chịu rồi, chú em chơi quá liều khi chú mẹ chú em chơi chơi người cả nhà chính, ai không không cả dám động vào con nhà chính đấy nữa. Ok get go Ok get go Ngon, yêu thương chơi vơi Ok, let's go Cố lên Ui, ơi đây, hỏng ăn rồi. Cần thế nha. Cần quá cả nhà ơi. Cần quá cả nhà ơi. Mình

nằm bẫy skeleton này khi nào mà đánh được hết triệu hồi lốt mấy con archer là bắn mấy con skeleton cho nhanh này vãi chơi mấy con skeleton luôn anh em ạ mình cũng cảm giác là hoang mang mấy con skeleton luôn nên mình gồng hết lên 15 16 giây nữa thôi ôi phêu tham kìa phêu tham cả nhà ạ Sắp thành công rồi cả nhà ơi, nhưng mà trận này thì lại bị fail tham thôi Một giây nữa, wow Đùa, con mát này khó dám ăn luôn đấy cả nhà Đó, à, vào đây anh em nha ừ, Vào đây nữa này trời ơi vào đây Vào đây, vào đây Rất là nhiều luôn cả nhà, wow, wow, wow nhiều thế cơ chứ lạ Lúa hơn một con cú luôn anh em ơi đẹp trai nhá đẹp trai nhá đẹp trai nhá Úi dồi ôi đọc kìa đọc kìa đọc kìa lấy được con tháp bom không ui đọc kìa nhiều thế ui thả đúng kiểu lục địa rồi anh em ơi lục địa xương đi rồi trời ơi ăn mình à dễ à ăn mình mà dễ à bạn ơi tuổi gì mà nó ăn mình đúng không anh em vào đâu nữa anh em nhé bình tóm nhá vẫn còn nhiều lắm nên thôi cứ để từ từ, từ từ để cho nó ăn ăn xong con uh, tháp uh, con tháp bom này đã à, con uh, um, siêu bom này đã bùng quá tuyệt vời đúng không bây giờ thì anh em chúng ta cần phải xử lý cái bầy này đây cả nhà lại mình 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 rất là sợ cái, cái khu vực này luôn anh em ạ wow dã man con ngàn thế lú quá anh em ơi luôn luôn con cú quá anh em ơi bắt bèo ok luôn ok luôn cả nhà rất là ác luôn đây cả nhà mình cũng có cảm giác là ác thật sự luôn rồi và bây giờ thì chúng ta Đây đây đây, đây con, còn spell tàng hình đây cả nhà Ui lại lại có cái bầy skeleton ra rồi Con tháp um, spell kia rất khó chịu nha cả nhà nhá Con tháp spell uh, tàng hình ý Nhưng bây giờ không sao nhá Bởi vì chúng ta có bầy rơi nên các bạn cứ thoải mái tự tin đây ừ, Thoải mái tự tin thôi anh em Rất là đơn giản đúng không nào nhưng mà cũng đâu đó hai ba phát mãi mới tìm ra được cái bí quyết ok và chính thức là nhóc của cũng đã có đó chính là cái trận thứ hai ba sao cả nhà này rồi đó là cái cách nhóc của đây chinh phục hai con map trên về làng chính cả nhà nhá nhận cái những cái phần đường với chính mình thôi ừ, đã hoàn thành đấy cả nhà ok luôn wow cái con thứ hai thì sẽ hơi khó hơn một tí so với con đầu tiên con đầu tiên thì các bạn đánh rất là dễ dàng thôi nhưng mà con thứ hai thì mình có cảm giác sẽ khó hơn tí thì... Đây, chúng ta sẽ lại một phát nữa cùng với nhau ở đây nhá. Anh em nhớ điểm nhá. Một là các bạn sẽ lém con này vào đây này anh em này. Hai này. Ba này, bốn này. Năm của chết rồi. Năm là phải ở đây anh em ơi. Nhanh là kéo quân hội ra bây giờ. Bli, 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 bli. <laughs> kéo mấy con Archer ra thôi, không sao cả. Nhưng mấy con Archer dạng đau đầu phết đấy. Đó, à, rồi. Nhưng mấy con Archer ra lại hay ở nhà này. Nó kéo hết giúp nhóc mà tề uh, cái cái bài skeleton ra. Ô, Dã man chưa cả nhà kia. Ghê vậy. Ghê kinh khủng vậy. Ác vậy. Phế tiếp một con nữa bùm tiếp một con nữa nhá dưới đây thì cân vào khu vực này cả nhà ấy kinh vào đây cả nhà này quyên lên trên đây nhá như vậy là ấm thịt rồi ấm thịt rồi ấm thịt rồi bây giờ thì ấm thịt rồi bắt peo lém thôi anh em tầm giờ này lém bắt peo đẹp rồi lổ phát này bắt được con tháp độc này nữa cả nhà này ôi chết rồi không bắt được con tháp độc à không như không như mình dự kiến này không như mình dự kiến thế nó mới đau rồi chứ không sao nhá không như mình dự kiến bắt hộ mấy con ra chơ vát để đi om hàng ghê đấy đây rồi vào rồi anh em ơi ok 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 let's go let's go okay, let's go thắng rồi thắng rồi đến đây thì thắng rồi sau khi mình tìm ra cái bí quyết thì mình cảm giác đánh cũng dễ dàng rồi cũng không không là quá khó lắm đâu cố gắng giữ bát peo này rồi Ngầm nước con queen nha bọt biển này cả nhà này con bẫy tàng hình này rất khó chịu cả nhà tàng hình của chúng tôi này skeleton này chúng tôi đùa mấy con skeleton là rất khó chịu cả nhà đau đầu đâu phê đấy nhưng mà dù sao chúng ta đã có cái phần thưởng cho chúng ta rồi đúng không đấy là cách của nhóm của tê chinh phục trên cái uh, hai con uh, sự kiện thử thách ma quái như là sự kiện uh, thử thách cực kỳ ma quái rồi và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nhá bye bye cả nhà